chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sunit 100ER độ nâng cấp tàu là hàng hiệu của một biker Việt. Cái mẫu Contai Hammerbone nhập từ Indonesia. Honda Sunit 100ER đã được dọn kiển lại cực chất của dân chơi Việt. Với dàn phụ tùng đắt giá đã làm cho con chiến mã trở nên mới lạ, thu hút được ánh nhìn nhiều hơn. Phần ghi đông xế độ được giữ nguyên khá nhiều chi tiết. Chủ xe chỉ đổi cái cụm công tắc trái nhiều lúc hơn, tha hồ cho chủ xe chế cháu. Cù chung sắt được sơn tĩnh điện đen. Nhìn về phía cánh trái di động, ta thấy được cái cụm con Tirus M, một cái sản phẩm đồ chơi đến từ Ý, tăng thêm cái tính thể thao và tính thẩm mỹ cho cái chiếc xe này. Với tài thắng của Rambo LCS 19 làm tăng thêm cái sự chú ý hơn cho cánh phải của di động. Cùng với đó là hiệu năng sử dụng cũng rất tốt so với cụm phanh nguyên bản. Nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy được một cốt combo gồm dây dầu kiểu kết nối từ tay thắng dẫn dầu xuống đến cái heo của Rambo bốn bít trở xứng. Cận cảnh hơn, cái chú heo đi cùng với cái phát sinh si phay là cực kỳ chuẩn, được nhộm đen cũng khá đẹp. Nhiều chi tiết được cố định bằng ốc roti làm nó bật cho cái bản độ này hơn. Chạm sắp sau được nâng cấp bằng cái phục Holden bình dầu rời, một sản phẩm đến từ Thụy Điển, nơi chuyên sản xuất các dòng phục và trợ lực cho những cái tay đua MotoGP. Heo dầu của Rambo logo lớn hai bít đối xứng ở phía sau được xây ngược rất là tinh tế. Leaf 125i độ đẹp làm nhiều người phải mơ mệt. Cái chiếc Honda Leaf từ trước nay luôn được mọi người yêu thích, từ những chi tiết góc cạnh trên xe đến những phiên bản độ chế độc lạ. Và dưới đây là một cái chiếc Leaf độ dọn kiển rất phong cách mà anh em cùng xem qua. Dàn đầu gần như được giữ nguyên từ khi ra mắt. Tuy nhiên thời điểm trình làng thì cái mẫu xe của Honda hầu như chưa được trang bị cái đèn sử dụng cái công nghệ LED, nên chủ xe đã độ lại tăng thêm cái độ chiếu sáng cho dòng xe này. Cái cụm tay thắng TWM, một sản phẩm đồ chơi có xuất xứ từ Ý, ngoài dùng làm tay thắng cho cái phanh đùm sau, cũng có thể làm tay con cho những mẫu con tài như Exciter hay Winner. Tay thắng của Rainbow Bridge tích hợp thêm ổ chứa dầu nằm rời ra ngoài cho nên tha hồ dễ dàng trang trí. Nhìn xuống dàn chân trước, ta thấy được cả một gia tài giá trị gồm một cốt combo heo dầu Rambo Blitz 2 bit đối xứng kết nối cùng nhiều heo ngắt dầu đầu chơi để thắng ra cái test. Giảm sốc sao cũng được trang bị bằng cái phục Holden bình dầu rời, đem lại độ nhúng đầy êm ái. Và về mặt kỹ thuật, nếu nó còn về mặt ngoại thất thì khi trang trí lên dưới xe làm cho con chiến mã trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Góc ảnh ở phía bên này cho ta cảm giác như một chiếc xe xin nguyên bản. Ai đâu biết em nó đã được trang bị một kho báu đồ chơi xe. Cảm ơn bạn đã dõi này, kế tiếp nhớ like, share, subscribe.